The spring is coming back and its spirit is spreading all around. The spring, the season of loving, connecting and sharing. Các bạn thân mến, mùa xuân lại về, không khí xuân đang tràn ngập khắp nẻo. Mùa xuân, mùa của yêu thương, gắn kết, sẻ chia. The music of tonight is so so creative activity to the love our tradition in solidarity and love to bring a warm and meaningful spring to every corner. Lễ văn nghệ của hôm nay là một hoạt động xã hội nhân văn, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương nhằm mang lại một mùa xuân ấm áp cho muôn nơi. Therefore, to have the atmosphere, our class will like invite everybody here and try dancing performance collect tốt đông đầy, wish you healthy, wealthy new year. Vì thế anh đã góp phần sôi động cho buổi tối hôm nay. Lớp 4A xin gửi đến mọi người tiết mục nhảy tết đông đầy. Xin mời mọi người thưởng thức. Xin